Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni tham gia. Kính thưa toàn thể đại chúng, trong không khí vô cùng hoan hỷ, trên đường Zoom trực tiếp cũng như tại trụ xứ nơi đây, hướng về Tam Bảo, hướng về phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Ngày hôm nay chúng con có một vị cư sĩ khách mời vô cùng đặc biệt, cư sĩ Minh Đạt, trưởng ban hộ niệm thế giới. Chúng con cũng rất mong được cư sĩ Minh Đạt ngày hôm nay trong chuyến Phật sự về Việt Nam. Xin cư sĩ Minh Đạt cũng chia sẻ đôi lời cùng với chúng con. Trong các quý vị Phật tử có vân tập về từng nơi trụ xứ, thì kính xin cư sĩ Minh Đạt chia sẻ cho chúng con để làm sao chúng con giữ được tâm kiên cố, niệm Phật, hộ niệm như Pháp, nghe lời trên chư tôn đức tăng ni, hướng dẫn chỉ điểm, và đặc biệt là trong sự tu hành thì không có sự cảm tình. Có nghĩa là trong sự tu hành, có phải là chúng con nghe được nhiều nơi cũng nói rằng là chúng tôi là người thân quen của cư sĩ Minh Đạt đây, chúng tôi là họ hàng cùng cư sĩ Minh Đạt đây. Chúng con nghe thấy như thế, chúng con có cái gì đó nó hơi run run, sợ sợ một tí, phải không ạ? Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng con vô cùng là vinh dự được cư sĩ Minh Đạt về chùa Báo Quốc tại Thường Tín ở nơi đây. Nhưng mà kính xin cư sĩ Minh Đạt chia sẻ để cho chúng con hiểu được là trong việc tu hành được trên chư tôn đức tăng ni hướng dẫn chỉ điểm, nhưng bên cạnh đó chúng con cũng còn rất là nhiều sơ suất trong việc đối người tiếp vật, và đặc biệt hơn nữa là chúng con nhiều lúc còn chưa được y giáo phụng hành, chưa được nghe lời. Vậy thì ngày hôm nay nhân duyên thủ thắng như thế này thì kính xin cư sĩ Minh Đạt từ bi chia sẻ để cho chúng con như thấy như thế nào là làm đúng, và như thế nào là y giáo phụng hành lời trên chư tôn đức tăng ni tại các nơi trụ xứ để hướng dẫn là chúng con tu hành, để đời này chúng con niệm Phật tu hành vãng sinh như Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Xin cư sĩ Minh Đạt hoan hỷ chia sẻ cho chúng con khoảng 15 đến 20 phút ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên ni sư chủ trì, kính bạch quý thầy, quý chư tôn đức tăng ni cùng tham gia trên đường Zoom, kính thưa các quý cư sĩ cùng tất cả các cha các mẹ đang có mặt ở trong buổi phục vụ ngày hôm nay. Trước tiên thì con cũng rất là cảm ơn thầy đã cho chúng con có cái cơ hội để về đây cộng tu, lại được các quý cư sĩ ưu tiên được cho cảm tình, được chia sẻ như này. Thì con cũng chỉ xin mạo muội đưa ra những cái tâm đắc của mình thôi. Trước tiên thì con thấy là trong một đời này mà con cũng được đi đây đó, thì thực sự là để một đời này mà gặp một vị thầy xuất gia mà để cho chúng ta nương nhờ, rồi hướng dẫn chúng ta con đường niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh thì rất hiếm đấy chư vị ơi. Chư vị có thấy đây là hiếm lắm. Thực sự thì Phật dạy là gặp được Phật Pháp nó đã là khó lắm rồi. Gặp được chánh Pháp thì càng khó hơn. Mà gặp được đời này mà gặp được cái pháp môn niệm Phật để một đời này liễu đoạn được sanh tử, một đời này ra khỏi tam giới, một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, xin thưa với chư vị là khó trong khó, khó trong khó. Có thể nói là Đức Thế Tôn có nói là hàng triệu triệu người tu hành theo các pháp môn khác thì chỉ có một người tu theo pháp môn niệm Phật vãng sanh mà thôi. Vậy thì chư vị có thấy là chúng ta là một trong những người là rất là may mắn không? May mắn không? Mà chúng ta đã là những người mà tu niệm Phật để một đời này liễu đoạn sanh tử. Một đời này thôi đi các cha các mẹ nhé. Một đời này để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta là những hàng Phật tử tại gia tu hành là rất là kém, thực sự là như vậy, sơ suất nhiều lắm. Tu hành của chúng ta rất là yếu kém đấy. Vậy mà lại còn gặp được quý thầy mà
cho chúng ta nương nhờ, hướng dẫn chúng ta, bảo vệ cho chúng ta, khai thị, hướng dẫn, điều giải cho chúng ta, bao bọc cho chúng ta, để một đời này chúng ta có cái cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không biết là chư vị có thấy mình may mắn lắm không? Có biết tri ân trên Tam Bảo, tri ân quý thầy không chư vị? Có đã, xin chư vị cho một tràng vỗ tay đi để cảm niệm tri ân công đức trên chư Tôn Đức trụ trì, ly trưởng cùng các quý thầy. Và ở các tự viện, con nghĩ là cũng không hai không khác. Thực sự là một đời này con cũng đi nhiều nơi, nhưng mà gặp một nơi nào mà để quý thầy mà mở ra đạo tràng để cho chúng ta tu hành, hướng dẫn chúng ta nhất môn niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, hầu như tìm không ra đấy chư vị ơi. Tìm không ra đấy. Vậy mà hôm nay chúng ta có đầy đủ điều kiện này rồi. Trên thì là được nhà nước, chính quyền gia hộ bảo vệ cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta. Trên nữa thì giáo hội Phật giáo Việt Nam là ủng hộ cho chúng ta, bởi vì chúng ta đang lương vào các chùa, các tự viện, được sự hướng dẫn của quý thầy, thì chúng ta là đang trong an toàn, trong an toàn, đúng không chư vị? Thì con cũng mong làm sao là tất cả các đạo tràng hãy đi theo hướng này. Và con thấy là đạo tràng Tùy Duyên là có thể nói là một trong những lá cờ đầu đang đi rất đúng đường để hướng dẫn bà con Phật tử đến nương nhờ vào các chùa, nương nhờ vào quý thầy để chúng ta tu học rất là an toàn, rất là an toàn. Kính mong cho chư vị chúng ta hãy giữ lấy cái cơ hội này. Nam mô A Di Đà Phật. Và một ý nữa là đây chính là chúng ta đang nương nhờ vào Tam Bảo. Xin thưa với chư vị là chúng ta đang nương nhờ vào Tam Bảo. Vậy thì ở những ngôi chùa mà tu niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh là tốt lắm rồi. Còn những ngôi chùa mà quý thầy còn tu pháp khác, chúng ta vẫn bảo hộ cho chúng ta để đến đấy tu niệm Phật, chư vị có hoan hỷ không? Có chứ, đúng không? Vô cùng là hoan hỷ, còn gì quý báu bằng nữa. Thì xin thưa với chư vị đừng bao giờ khởi tâm lên là tại sao thầy lại tu pháp khác. Các thầy tu có cái con đường tu của quý thầy, nhưng mà quý thầy đã từ bi mở rộng tâm lượng cho chúng ta nương nhờ vào tu cái pháp môn niệm Phật hộ niệm mà phù hợp với chúng ta, là chúng ta phải biết ơn quý thầy lắm, đúng không chư vị? Chúng ta vậy. Xin thưa với chư vị là phải đúng là như vậy. Mà trong cái những cái về cái chuyện này ấy, thì là thầy Tịnh Hải mà luôn luôn nhắc chúng ta là phải giữ đúng cái thân phận của mình, phải khiêm cung, phải kính cẩn quý thầy. Phải kính cẩn quý thầy chư vị nhé. Thầy luôn luôn nhắc điều này, mà thầy còn nhắc chúng ta rất là mạnh ấy, để cho chúng ta làm sao giữ được cái tâm khiêm cung này. Thầy nói, nếu mà một vị nào mà chê chư tăng ly thì chẳng khác gì nhổ nước miếng vào mặt Phật. Từ đấy để chúng ta phải biết giữ gìn cái tâm khiêm cung của chúng ta. Chúng ta giữ gìn cái tâm khiêm cung là chúng ta có lợi chứ vị ơi. Có lợi lắm. Khi một người Phật tử mà có cái tâm khiêm cung, từ ái, được trên thì chư Phật, chư Bồ Tát gia trì cho chúng ta, dưới là chư Long Thiên hộ pháp ngày đêm bảo vệ an bài cho chúng ta, dưới nữa là được giáo hội và tất cả các quý thầy đều ủng hộ chúng ta. Và khi có tâm khiêm cung từ ái này, chính chúng ta mới giữ được cái đạo tràng của chúng ta vững mạnh được. Từ cái tâm đấy thì chính chúng ta mới đoàn kết với nhau thành một khối vững mạnh để hỗ trợ cho nhau một đời này tu hành thành tựu được. Chư vị có đồng ý với con như thế không?
Vậy hôm nay xin chư vị chúng ta cùng nhau là giơ tay lên, quyết lòng là giữ tâm khiêm cung nhé, kính trọng quý thầy. Chư vị có đồng ý với con như vậy không? Dạ, dạ đúng rồi. Còn một điểm nữa là nhớ là chúng ta là phàm phu, tu hành có cách mấy đi chăng nữa cũng khó mà có thể gột rửa được cái tâm phàm phu của chúng ta. Đây là lời của Ngài Ấn Quang Đại Sư xác định cho chúng ta, xác định cho chúng ta. Một đời này hàng Phật tử tại gia như chúng ta có tu hành giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng có cách nào để mà mình gột rửa được cái tâm phàm phu của mình đâu. Hay nói một cách khác là không có cách nào để chúng ta chứng đắc được đâu. Nếu mà chúng ta có cái tâm mà giữ chính mình, xác định chính mình là phàm phu tội chướng sâu lặng, căn cơ thì hạ kém, thì đây là cảnh giới thiện lành cho chúng ta tu hành. Thiện lành cho chúng ta tu hành. Nếu chúng ta giữ được cái tâm này đến ngày lâm chung thì chúng ta xác suất vãng sanh rất cao. Nguyện mong cho chư vị chúng ta cố gắng giữ gìn lấy đúng cái thân phận của mình nhé. Dạ, còn xin thưa với chư vị là ngày hôm nay mà chúng ta đã gặp được pháp môn niệm Phật, đây chính là cái pháp môn mà Đức Thế Tôn tuyển chọn cho chúng ta. Nó phù hợp với lại hàng căn cơ Phật tử tại gia bình dân học vụ của chúng ta. Phù hợp lắm. Phù hợp đến mức độ là Ngài xác định là ai mà tu theo pháp này làm đúng thì 100% người đấy được vãng sanh. Gọi là muôn người tu muôn người đắc, vạn người tu vạn người khứ. Mà nó thể hiện bằng chính xác hơn nữa là chính là chúng ta hôm nay gặp được pháp môn hộ niệm. Pháp môn hộ niệm chính là thực hiện tất cả cái tông chỉ của pháp niệm Phật mà thôi chư vị ơi. Bằng những cái nội quy, bằng những cái giới luật của trong pháp hộ niệm là thể hiện chính xác, chi tiết, cụ thể để cho chúng ta thực hiện từng điểm một, không có phải là chung chung nữa, không phải là mông lung nữa. Nhờ vậy mà rất nhiều người đã được vãng sanh rồi. Nếu mà ban hộ niệm cũng căn cứ vào cái quy luật này mà tu hành, ban hộ niệm cũng mang cái quy luật này mà đi hướng dẫn, người bệnh và gia đình cũng tin tưởng làm đúng cái quy luật này thì 100% vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có đồng ý với con không chú em? Như vậy là pháp hộ niệm là rất là quan trọng đối với chúng ta. Rất là quan trọng đối với chúng ta. Là một pháp tu rất là cụ thể, chính xác. Nhờ vậy mà rất nhiều người Việt Nam chúng ta được vãng sanh rồi. Ở đây là toàn là những gương mặt thân quen đi hộ niệm rồi. Thì các ngài cũng phải chứng minh cho pháp hộ niệm là rất là vi diệu, chính xác, đúng không chư vị? Đúng không ạ? Vậy thì con xin hỏi là chư vị hôm nay chúng ta có trân quý pháp hộ niệm hay không? Có. Có thêm có bớt gì không? Không nhá. Nhớ là không thêm không bớt. Gọi là y pháp bất y nhân. Y pháp bất y nhân. Xin thưa với chư vị là pháp hộ niệm này, thầy Thích Tịnh Hải là người có công kết tập lời Phật, lời Tổ ghi lại ra để mà hướng dẫn chúng ta dễ học, dễ hành mà thôi. Chứ chẳng phải là cái pháp hộ niệm này là của thầy Thích Tịnh Hải. Cũng có rất nhiều người chê, nhiều người chê pháp hộ niệm. Nhiều người chê. Thì con mới có đưa ra hai cái ý kiến. Tại sao người này chê? Tại sao người này chê pháp hộ niệm? Thứ nhất là người này có thể chưa bao giờ đọc hoặc là nghe một tọa đàm nào hướng dẫn về hộ niệm. Nếu mà đọc mà nghe thì con xin Ngài chỉ dẫn cho con câu nào, ở tọa đàm nào, trang bao nhiêu,
không phải là lời Phật, lời Tổ. Nếu câu đấy là lời của thầy Tịnh Hải thì con cũng bỏ, con không đi theo. Còn nếu là lời Phật, lời Tổ thì rõ ràng đây là chánh pháp. Chư vị có đồng ý với con là như vậy không? Đấy. Và lý do thứ hai tại sao mà người này chê? Tại vì là gặp người hành hộ niệm không như lý như pháp. Người hành hộ niệm không như lý như pháp. Hoặc là bắt chiếc là lá như vậy làm theo. Hoặc là làm theo ý mình. Hoặc là không học, không áp dụng đúng quy luật, làm theo cảm tình, cho nên bị các ngài ấy chê. Chê lấy đây là đúng, là đúng. Nhưng mà chê là chê cá nhân, chê cái ban hộ niệm ấy làm sai, chứ không phải là chê pháp hộ niệm. Pháp hộ niệm là chánh pháp mà. Hành sai, phá giới, đây là cá nhân của người hành hộ niệm, đúng không chư vị? Đây là hai lý do mà người ấy chê. Còn chính chúng ta muốn tránh được hai lý do này thì chính chúng ta phải học tập đàng hoàng, từng tọa đàm một, như là đạo tràng Tùy Duyên đây đang hướng dẫn, con thấy là tuyệt vời vô cùng. Chư vị đồng ý với con như thế. Và lý do thứ hai nữa là đừng có thêm vào bớt ra, không được làm theo cảm tình. Có nhiều đạo tràng, có nhiều cá nhân, nhiều nhưng mà cái số này so với các đạo tràng thì cũng ít, để con nói như thế là nó không chính xác lắm. Có một số cá nhân làm theo ý mình, tự mình sáng tác ra, chẳng căn cứ vào quy luật của pháp hộ niệm, theo những nội quy đó. Có những cá nhân như vậy thì xin thưa với chư vị, đây là phần của cá nhân đấy phải chịu cái nhân quả của mình. Nhân quả của mình thì xin thưa với chư vị, chính mình phải chánh pháp. Chính mình phải chánh pháp, phải lấy pháp hộ niệm làm gốc, phải học tập vào đấy để chúng ta thấy rõ ràng từng mực thước một để chúng ta hành. Thấy từng mực thước một mà xem người khác hành có đúng hay không. Chư vị có đồng ý với con là như vậy không? Được nhé. Là chúng ta phải như thế, cho nên là không có thể ai lay chuyển được chúng ta. Chúng ta đi là đi theo lời Phật dạy, căn cứ vào kinh điển đàng hoàng, quy luật này của pháp hộ niệm để đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Trên là đúng với lý đạo, dưới là đúng với sự đạo, phù hợp với căn cơ, căn cơ của mỗi hành giả chúng ta. Nhờ vậy gọi là trên là lý sự viên dung. Lý sự viên dung mới thành kết quả được chư vị ơi. Còn không có lý và sự viên dung không thể thành kết quả được. Vậy thì những cái gương mà vãng sanh rồi nhờ đâu vậy? Nhờ pháp hộ niệm như lý như pháp, phù hợp căn cơ, gọi là lý sự viên dung mà đã để lại nhiều cái thân tướng tốt đẹp, nhiều ca hộ niệm thành công rồi. Đến hôm nay có thể nói là khó có thể mà tính đếm được số lượng vãng sanh rồi. Chúng con cũng may mắn là làm ở trong ban tổ chức thì cũng hàng ngày là nhận được các ban hộ niệm đưa tin vãng sanh. Đạo tràng Tùy Duyên là không có đưa lên trên thế giới hộ niệm, nhưng mà con biết là rất nhiều ca vãng sanh. Chư vị có thấy là tuyệt vời không? Vậy thì con xin hỏi chư vị, hôm nay mà chúng ta gặp được phương pháp này, chúng ta có lay chuyển không? Không nhá. Có ai mà bảo chúng ta bỏ pháp môn niệm Phật, hộ niệm, chúng ta có bỏ không? Không nhá. Giờ xin chư vị cho một tràng pháo tay đi, xác quyết cho mình. Đối với hàng phàm phu như chúng ta mà bỏ pháp niệm Phật hộ niệm ra, xin thưa với chư vị, muốn giải thoát, con nghĩ là không còn phương cách nào đâu. Không còn phương cách nào đâu. Đây là chứng minh qua lịch sử Phật giáo Việt Nam rồi. 4.000 năm qua, chưa có pháp môn hộ niệm này, hàng Phật tử tại gia, cha ông cụ kỵ chúng ta ra đi,
hầu như là để lại thân tướng khó coi xấu ác, đúng không chư vị? Mới có hơn 20 năm trở lại đây mới có hiện tượng vãng sanh này. Nhờ đâu vậy? Nhờ pháp hộ niệm. Vậy chúng ta có xác định là pháp hộ niệm là cứu tinh của chính mình không? Có, đúng là như vậy đấy. Thì xin hỏi chư vị là có chính chúng ta có phải gìn giữ cái pháp này cho mình không? Có, đúng rồi. Chúng ta mà có xiển dương cho người thân của chúng ta hoặc là người hữu duyên với chúng ta phải như lý dư pháp, đừng thêm đừng bớt không? Có nha chư vị nha. Như vậy thì chúng ta là những người là làm theo lời Đức Như Lai, gọi là y pháp bất y nhân rồi. Dạ, xin chư vị cho một tràng pháo tay đi. Còn cảm tình không được là không được chư vị nhé, không thể dùng cảm tình được, không thể làm theo cảm tình được, không thể làm theo cảm tình được. Cảm tình là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là cấm, trong tứ y pháp là gọi là không được y thức mà phải y trí, tức là không được làm theo cảm tình, không được thấy như thế hay là mình thêm vào, thấy như thế này nó không dở dở gì đấy là mình bỏ đi, không được làm theo cái đấy. Nếu mà chúng ta làm như vậy thì đằng sau có nghĩa là tất cả cái lời dạy lại quy luật này của Phật, của Tổ bị khiếm khuyết rồi hay sao? Chả nhẽ mà một vị Phật, một vị Tổ mà còn phải để chúng ta sáng kiến vào hay sao chứ vị? Có thông cảm ý con muốn nói không? Có nghĩa là lời của các ngài là chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối. Chư vị có hứa với chúng con là như thế không? Tin tưởng tuyệt đối nhá. Như thế thì chúng ta mới gìn giữ được cái pháp môn niệm Phật là đại cứu tinh này rộng rãi cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Và tuổi thọ nó càng dài lâu thì càng nhiều người được cơ hội vãng sanh. Chư vị đồng ý với con như thế không? Không được làm theo cảm tình nhá. Còn ai bảo là người thân, người quen gì với con, nó không phải đâu, xin thưa với chư vị, không phải đâu, không có, có đâu. Con có người thân nhà con cũng còn tu dở lắm đấy, cũng cần phải hộ niệm đấy. Dạ, dìa Phật, kính thưa cư sĩ Minh Đạt, nhân câu trả lời này, thì chúng con cũng xin hỏi cư sĩ Minh Đạt một ý nhỏ, là có rất nhiều người nói với chúng con là những cái ý này là chúng tôi, đạo tràng chúng tôi, là người thân của cư sĩ Minh Đạt, là họ hàng với cư sĩ Minh Đạt, và tất cả những cái công việc trong đạo tràng là đều hỏi qua cư sĩ Minh Đạt rồi. Chính vì vậy chúng tôi mới giải quyết cái việc như này. Và cư sĩ Minh Đạt thường thì đi đến đâu là hình ảnh của thầy Diệu Âm Tịnh Hải đi đến đó, cũng như là pháp hộ niệm đi đến đó và ban tổ chức đường Zoom đi đến đó. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng con hỏi lại một lần nữa để xin cư sĩ Minh Đạt chia sẻ chúng con là có phải cư sĩ Minh Đạt là người thân quen của một vài đạo tràng nào đó hay không ạ? Và tất cả những công việc của trong đạo tràng đó thì người ta đều hỏi qua cư sĩ Minh Đạt để tiến hành. Và chính vì vậy mà khi nhắc đến cư sĩ Minh Đạt thì tất cả các Phật tử không ai dám thay đổi ý kiến đó và cho rằng là đấy chính là cư sĩ Minh Đạt đã ấn chứng cho cái việc đó là đúng rồi ạ. Vậy ngày hôm nay kính xin cư sĩ Minh Đạt xác quyết lại một lần nữa để cho chúng con được hiểu và chúng con hành đúng. Nam mô A Di Đà Phật ạ. À, gì đà. Xin thưa với chư vị, báo cáo với cư sĩ Diệu An, cái câu của ai chia sẻ đấy hoàn toàn là không có chính xác đâu. Con không có dám xen vào một bất kể đạo tràng nào chia sẻ và vào cái chuyện hành của đạo tràng đó. Bởi một, chính con vẫn là phàm phu sơ suất rất nhiều. Con chẳng qua là lẽo đẽo được may mắn đi đây đi đó, đi theo thầy Diệu Âm thôi. Chứ không phải con là người đã làm đúng hết đâu. Không có được, xin chư vị đừng vì cái cảm tình đấy nhé. Đừng vì cảm tình đấy. Bởi chính con cũng chính khuyên là rất nhiều các đạo tràng cũng như là một số cư sĩ, con nói là chúng ta phải lấy pháp hộ niệm làm thầy, không thể lấy một người nào đấy làm thầy được. Chúng ta có quyền tham khảo để mà học hỏi kinh nghiệm của nhau, nhưng chính chúng ta phải học tập cái pháp hộ niệm làm gốc để lấy đấy làm mực thước, chứ không thể nào lấy một cá nhân nào làm cái mực thước cho chúng ta được.
Vậy thì con không có bao giờ là dám đưa mình ra làm cái mực thước cho người nào đâu nhé. Không có. Và nếu mà người nào mà có cái có ý tưởng là để lấy con ra để mà lòe người này lòe người khác là để mọi người phục tùng theo ý mình ấy, thì xin chư vị sám hối đi, bỏ đi, đừng làm theo cái này, nó không tốt, không tốt đâu chư vị ơi, không tốt, không tốt, thực sự là như vậy. Không có, con cũng chẳng có người thân người quen nào ở cái đạo tràng nào, ở cái trưởng tràng nào đâu, không có. Còn nói về mà sự thân quen thì ai cũng thân quen cả, con cũng đều quý trọng như nhau cả, coi như là cha nhé, là mẹ, là chú bác anh chị em cả, trong tâm tâm con là như vậy. Cho nên con gặp người nào con rất rất là hoan hỉ và rất là quý trọng mọi người, tâm con là như vậy. Dạ xin chư vị là nếu mà ai mà chia sẻ như vậy thì chư vị đừng có tin nhé, đừng có tin, không có đâu, không có đâu. Làm sao mà con còn phàm phu như thế này mà con dám đi chỉ đạo người nào được, không có được. Con còn về đây học các trưởng lão đây, học cư sĩ Phúc Trí, cư sĩ Diệu An, cư sĩ Minh Thành, cư sĩ Bảo Thi, cư sĩ Quảng Tuệ. Thực sự là chúng con về đây là để học tập để tham khảo những cái kinh nghiệm này. Đấy, đây là thực sự là như thế, con không bao giờ nói sai. Đây là con nói rất là đúng với cái lương tâm của con, không bao giờ sai, thực sự là như thế. Vậy thì chư vị là nếu mà ai mà đưa ra những cái này thì chư vị đừng có tin nhá, đừng có tin nhá. Dạ gì đâu mà. Dạ chắc là cũng quá thời gian rồi, con xin cảm ơn trên chư tôn đức tăng ly, xin tri ân quý ngài đã cho con cái cơ hội chia sẻ, và xin cảm ơn ban tổ chức cũng như là tất cả các cha các mẹ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Để cảm niệm tri ân công đức của cư sĩ Minh Đạt đã từ bi chia sẻ, để chúng con thấy rõ rằng đời này chúng con tu hành y pháp bất y nhân, và chắc chắn rằng chúng con phải lấy pháp ra để hành, và căn cứ vào những tọa đàm, những phần về hộ niệm giống như trong kinh điển hướng dẫn, chư Phật chư Tổ đã hướng dẫn để đời này chúng con liễu sinh thoát tử, có mặt nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Một lần nữa chúng con cảm niệm tri ân công đức của cư sĩ Minh Đạt. Nam mô A Di Đà Phật ạ.